Hàng ngàn người dân Hà Nội khổ sở vì thiếu nước, tin từ Hà Nội. Trên một tuần trôi qua, cuộc sống của hàng ngàn người dân trong khu chung cư tại Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội đã bị đảo lộn hoàn toàn khi mất đi nguồn nước sinh hoạt. Người dân sống ở tại hai tòa nhà chung cư N09B1 và N09B2 cao trên 20 tầng bị mất nước, khiến cho cuộc sống điêu đứng và đảo lộn hoàn toàn. Từ sáng ngày 14 tháng 4, tất cả đường dẫn nước đều bị cắt. Không có nước sinh hoạt, người dân phải huy động mọi thứ đồ dùng có thể để đi lấy nước dưới bể chứa ở tầng 1. Tình trạng thiếu nước diễn ra và kéo dài đã bắt buộc người dân phải mua các bình chứa nước để tích trữ, nhưng vẫn không thể đáp ứng được nguồn nước sinh hoạt cho gia đình. Nhiều người cảm thấy bực tức vì ngày nào cũng phải xin về sớm tại cơ quan để tranh thủ lấy nước sinh hoạt cho gia đình. Nhiều lần người dân đã gửi đơn lên ban quản lý tòa nhà, nhưng tình trạng thiếu nước vẫn không được khắc phục. Tình trạng thiếu nguồn nước sinh hoạt của người dân ở hai khu chung cư này từng xảy ra từ trước Tết Nguyên đán cho tới ngày 16 tháng 4 năm 2015. Sau 3 ngày liên tục không có nước sinh hoạt, người dân ở đây đã phải cùng nhau đóng góp hơn 21 triệu đồng để mua 20 xe nước với khoảng 120 mét khối để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của từng hộ gia đình.